Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Forest, mình là Minh. Và trước khi chúng ta bắt đầu video lần này thì mình xin được gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể các bạn. Và hy vọng các bạn sẽ có một năm 2021 tràn đầy những cái thắng lợi và tràn đầy những cái niềm vui trong cuộc sống cũng như là trong cái công việc trader này. Và trong video ngày hôm nay, như thường lệ, mình sẽ gửi đến mọi người cái nhận định của mình về thị trường trong tuần từ ngày 4 tháng 1 đến ngày 8 tháng 1 trong năm mới 2021. Và chúng ta sẽ cùng đi qua, chúng ta sẽ cùng điểm lại đối với những loại cặp tiền chính và những loại hàng hóa như là vàng và dầu. Và có thể mình sẽ nói thêm cả về Bitcoin nữa nếu có chúng ta có đủ thời gian. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào cái video của chúng ta ngày hôm nay. Vậy trước khi bắt đầu thì mình sẽ điểm lại những cái thông tin của chúng ta trong tuần trước. Đó là trong tuần trước mình đã gửi đến cho mọi người hai cái video về nhận định thị trường. Thứ nhất là một video về nhận định về thị trường trong ngày thứ hai tuần trước. Và đúng như cái tiêu đề của nó thì mình đã đạt được cái mục đích đó và mình đã đưa được cho mọi người những cái kết quả tương đối là khả quan trong cái video này. Đó là vàng sẽ quay lại test mốc 1900 trước năm 2021. Và đúng là nó đã quay trở lại đến mốc 1900 và nó quay đầu giảm điểm rất là nhanh. Và hiển nhiên, nhận định đã đúng hết trong ngày thứ hai như thường lệ. Mọi người có thể sử dụng những cái nhận định của mình và kiếm được mức lợi nhuận tương đối là ổn ở trên thị trường này. Video thứ hai nữa là cái video mình thực hiện livestream vào tối hôm thứ tư. Và ở trong video này cũng khá nhiều người đã đạt được những cái mức lãi tương đối là tốt ở trong video lần này. Và đây là những cái mình có public. Vậy thì trong nhóm private của mình thì kết quả trong tuần vừa rồi như thế nào? Và đây là kết quả như mọi người đã thấy. Trong tuần giao dịch từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 12, một tuần giao dịch khá là ngắn của cuối năm thì mình đạt cái mức lợi nhuận là 239 pip. Và trong tuần này mình không có giao dịch nhiều nên mình không có nhồi lệnh gì cả. Nên đây là cái mức thực tế nhận của mình. Trừ trong ngày đầu tiên, thứ hai trong tuần thì có một mức thua lỗ nhỏ nhỏ. Nhưng tất cả những khoản đó đều được mình xử lý lại bằng những cái lệnh ở trong những ngày lần sau. Và như thường lệ, có thắng thì sẽ có thua. Và quan trọng là sau khi chúng ta thua, chúng ta sẽ có những cái lệnh gỡ như thế nào. Và đây bảng tổng kết minh bạch thì mình đều public hand cho mọi người và mình không có che giấu bất cứ cái thông tin nào. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu cái nội dung tiếp theo của chúng ta trong ngày hôm nay, và mình gửi đến cho mọi người những cái nhận định trong tuần này. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với cái tài sản chúng ta quan tâm nhất, đấy là loại chỉ số chúng ta quan tâm nhất, đấy là DCI. Và chúng ta sẽ đi xem ở trong những cái khung thời gian lớn hơn và sau đó chúng ta sẽ vào những khung thời gian nhỏ hơn. Vậy thì ở khung ngày, cái xu hướng chính của nó vẫn đang là một cái xu hướng giảm như chúng ta biết từ trước đến nay. Vậy có nghĩa là gì? Trong suốt những cái khoảng thời gian từ giữa năm 2020 đến thời điểm tại, nhất là trong những cái quý, trong cái quý cuối cùng của năm 2020 thì đô la Mỹ đã bị suy giảm nghiêm trọng. Và nó vẫn đang chờ đến một cái đích đến của nó ở dưới này thì mình nghĩ sẽ rơi vào đâu đấy khoảng tầm tháng 3. Nhưng mà thôi, đấy là một câu chuyện tương đối là xa, nó chỉ phù hợp cho những người có định hướng giao dịch rất là dài và nó sẽ không phù hợp cho những cái trader nhỏ lẻ. Vậy thì xu hướng chính của DXY nó vẫn đang là một xu hướng giảm, và chúng ta sẽ thấy là hôm đóng cửa trong phiên tuần trước thì nó đang xuất hiện một cái nến xanh tăng ở đây. Và chúng ta có thể thấy là ở đây nó sẽ có, bản thân nó sẽ có một cái phân kỳ tăng giá của DXY, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ vào tiếp thêm trong khung H4 để chúng ta xem là nó sẽ có những cái chuyện gì ở đây. H4 thì giá nó có một vùng key level, một cái vùng hỗ trợ đây. Hôm trước giá nó phá qua rồi và giá nó đã hồi lên, hiện tại hồi lên đi qua cái vùng này. Mọi người thì chú ý đây là những cái nến xanh tăng, nến xanh tăng mới nến đỏ rất đâu. Vậy thì tạm thời chúng ta sẽ nhìn thấy đây một cái lực hồi, nhưng nó có thể nó sẽ chưa một cái hồi mạnh lắm. Và khung H1 thì chúng ta sẽ thấy được là cái sự phân kỳ tăng nó trở nên nó rõ rệt hơn. Rõ rệt hơn, đúng không ạ? Ok, vậy thì cũng khá là khó để đưa ra cái nhận định trong tuần này. Vậy thì mình sẽ vẽ thêm một cái mốc nữa ở đây để chúng ta dễ hình dung. Chúng sẽ có một cái vùng đỉnh đâu đó đây. Và chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ, chúng ta sẽ phải đi tìm cái nhịp hồi của DCI trong đây nó sẽ hồi đến đâu. Ok, vậy thì mình kỳ vọng DCI nó sẽ có nhịp hồi đến đây.
hoặc là nó sẽ có một cái nhịp nó retest về đây, xong nó sẽ lại hồi lên. Thì mình vẽ lại retest về cái điểm hỗ trợ cũ ở đây, và sau đó nó sẽ lại hồi lên. Thì mình vẽ như này thì mọi người sẽ dễ hình dung hơn. Và cái dự đoán của mình trong tuần sau chủ đạo là DCD sẽ có một cái nhịp hồi phục, và chúng ta sẽ xem thêm là tuần sau nó sẽ có cái gì. Và với đầu tuần đầu tiên của tháng và tuần đầu tiên của năm nó sẽ có bản tin non-farm thì nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều. Chúng ta sẽ chỉnh lại bây giờ investing về 7 giờ. Và chúng ta sẽ xem trong tuần này, trong tuần tới. Và mình sẽ để cái loại hàng hóa ở trong cái bộ lọc của mình sẽ là đô la Mỹ. Và mình thường chỉ quan tâm đến đô la Mỹ là nhiều. Vậy thì trong tuần sau nó sẽ có những cái thông tin gì ảnh hưởng? Mùng 6 tức là thứ tư nó sẽ có một cái tin về non-farm ADP mà chúng ta sẽ phải quan tâm. Và thứ 6 nó sẽ là bản tin phi nông nghiệp non-farm, tỷ lệ thất nghiệp. Vậy nên trong tuần sau một cái tuần tương đối là quan trọng, và chúng ta nên theo sát những cái tin tích kinh tế này. Nếu các bạn là người mới, các bạn đừng bỏ qua những cái thông tin này, bởi vì nó hoàn toàn thể thay đổi cục diện trận đấu trong một sớm một chiều, nên nó sẽ rất là quan trọng. Vậy thì mình sẽ tạm thời bảo lưu ý kiến của mình là DCD trong tuần sau sẽ có nhịp hồi phục, và chúng ta sẽ cùng vào xem thêm ở những cái loại tài sản khác. Vậy thì nếu mà DCD hồi phục thì EU và GU sẽ giảm điểm. Mình sẽ xem, đây là EU. Vậy thì EU nhìn trong một cái xu hướng là dài hạn thì nó vẫn ở trong một cái xu hướng tăng, và có thể cái tuần sau nó sẽ có cái nhịp giảm điểm của EU. Đây là trong khung D và nó đang trong một cái xu hướng tăng, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ nhìn sang khung 4 giờ, chúng ta xem là ra nó có những cái câu chuyện gì. Vậy thì ở trong 4 giờ, đây những cái nội dung phân tích của tuần trước nó đã đúng, mình sẽ bỏ qua luôn. Vậy thì ở trong khung 4 giờ chúng ta sẽ thấy một câu chuyện gì, đó là giá nó đang có một cái xu hướng là nó đang giảm điểm. Nhưng chúng ta sẽ cần phải phân tích nó rõ hơn và phân tích nó sâu hơn. Chúng ta sẽ xem cái kênh gia tăng của nó hiện tại nó đã bị phá vỡ chưa. Vậy thì nếu mà mình vẽ như này thì mọi người sẽ nhìn thấy rõ, rất rõ cái sự cái sự tăng giá của nó. Vậy thì ở đây nó sẽ có những cái mốc rất là quan trọng mà chúng ta cần phải ý hiện tại là mốc này và mốc này. Và tiếp H1 để chúng ta xem. Liên tiếp là một loạt những cái nến đỏ, nhưng giá hiện tại ở đây nó đang chạm cái vùng hỗ trợ ở đây. Vậy thì cái mốc 1221 này và mốc 1218 này sẽ là mốc hỗ trợ rất là quan trọng. Nếu mà mọi người muốn an toàn thì chúng ta sẽ mở cái lệnh sell khi nó tụt ra khỏi hai vùng này. Nhưng mình nghĩ là chúng ta có thể sell luôn tại thời điểm này. Mình chỉ dự đoán tạm thời đấy thôi, chứ mình chưa xác định được rõ lượng take profit dự kiến của mình là bao nhiêu. Vậy thì mình sẽ sell ở hai điểm này như trên hình, 1261 và 1219 gì đó. Mình sẽ sell hai điểm này, và cái lệnh này mình sẽ chỉ ăn ngắn thôi. Mình sẽ target của mình về đây, tức là 1208. Mình sẽ kỳ vọng là EU sẽ rời vùng này 1208. Trong trường hợp xấu hơn mà giá nó quay lên mà nó cắn stop loss thì mình sẽ sell tiếp ở một điểm này, 1238, thì mình sẽ sell thẳng trên này xuống thì cái khả năng nó đi xuống sẽ cao hơn, đúng không ạ? Thì stop loss trong những cái lệnh vừa rồi thì mình sẽ đặt ở đâu đấy quanh những cái điểm dâu nến cũ này, nó sẽ là 1232 gì đó, thì mình nghĩ là hợp lý. Vậy thì chúng ta đã có phương án cho EU và chúng ta sẽ có phương án cho GU ra sao? GU thì tương đối là khó, bởi vì DCI nó tăng nhưng mà G nó có vẻ nó tăng cũng khá là mạnh. Và đây là cái trend tăng của G, nó vẫn đang được duy trì tương đối là vững, chứ nó không có một sự suy giảm như là của EU. Vậy nên là nếu chúng ta cứ tìm những cái điểm chúng ta sell ở trên này của GU nó sẽ rất là khó. Và mình nghĩ là
GU trong tuần này nó sẽ bị điều tương đối là khó. Trong tuần trước thì những cái điểm này vào lệnh của mình thì nó cũng đã có những kết quả tương đối là phù hợp rồi. Chúng ta sẽ phải bỏ bớt đi để chúng ta xem lại xem trong tuần này chúng ta sẽ nên làm như thế nào. Tuần trước thì ăn được cái mùi hai đỉnh ở đây rồi. Vậy trong tuần này đánh khá là khó, vậy nên mình nghĩ là EU, à quên GU. Chúng ta sẽ như thế nào đây? GU mình nghĩ là xem thêm ở H1 đi cho nó chắc. H1 thì đây giá nó có cái vùng đỉnh đây và giá nó phá qua cái vùng này rồi. Nó đang có một cái trend tăng ở đây. Và như thường lệ và như lý thuyết thì nó sẽ có thể nó sẽ đi test về đây và nó sẽ đi lên tiếp. Vậy thì mình không nghĩ là GU này sẽ là một cái deal để dễ đánh ở trong tuần này. Khá là khó. Vậy nên là mình nghĩ là chúng ta nên bỏ qua. Còn nếu mà muốn xem GU có thể hồi về được đến đâu, thì mình nghĩ là đây sẽ một mốc hồi về của GU và đây sẽ là mốc thứ hai nó khả năng sẽ hồi về. Và nếu mà nó hồi về được đến mốc thứ hai thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp hơn, nó sẽ khả quan hơn. Cái này nó sẽ giảm về đây để nó lấy đà cho một cái nhịp tăng tiếp theo. Thì mình nghĩ như thế nó sẽ khá là phù hợp. Nhưng với mình thì tuần này mình sell EU mình sẽ cảm thấy là tốt hơn. Mình sell GU thì có vẻ hơi rủi ro. Nếu mà sell GU thì chúng ta sẽ nên sell ở những cái đoạn ngắn thôi. Không nghĩ là nó sẽ sell ở đoạn dài. Mình sell GU cái từ đây xuống luôn. Ok. Và hiển nhiên stop loss chúng ta sẽ đặt ở trên cái vùng dâu nến gần nhất này. Nếu chúng ta không nắm được cái cơ bản chúng ta sẽ rất là khó đánh. Và mình nhắc lại GU sẽ có cái deal rất là rủi ro. Nếu mà vào lệnh chúng ta sẽ nên vào lệnh với cái mức giá nó thấp thôi, và mức giá nó nhỏ thôi, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với những cặp còn lại UZI, UCAT, UZF. Vậy thì UZI trong những tuần trước chúng ta có cái mức lợi nhuận tương đối lớn bởi vì chúng ta dự đoán được cái trend giảm của nó rồi, đúng không ạ? Và UZI trong tuần này bởi vì chúng ta dự đoán là DXY của chúng ta sẽ tăng nên là chúng ta sẽ có những cái deal cho UZI như sau. Vì DXY tăng nên mình sẽ kỳ vọng là sẽ mua UZI. Vậy thì bây giờ chúng ta mua ở đâu? Chúng ta sẽ mua UZI ở đâu? Mới là câu chuyện khó hơn. Có cái vùng đáy ở đây. Sang H1 cho dễ nhìn. Vì H1 chúng ta thấy là giá nó đang chạm cái vùng đáy ở đây rồi và giá nó đang có một sự đường sình nhất định ở đây, chưa rõ ràng. Nếu mà chúng ta mua luôn ở đây, chúng ta ở đây thì stop loss 25 pip mình nghĩ là sẽ chấp nhận được. Và chúng ta sẽ mua một lệnh nhỏ ở đây và chúng ta sẽ mua thêm một lệnh nữa ở dưới cái vùng hỗ trợ này. Vậy thì chúng ta đã có hai cái điểm entry để chúng ta mua giải lại cho UZI rồi, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ lên khung to để chúng ta tìm cái take profit dự kiến. Vậy thì take profit dự kiến thì đơn giản nhất chúng ta sẽ cho nó về cái vùng này thì nó sẽ là hợp lưu của cái trend line cộng với cái hợp lưu của cái MA và cái key level thì nó sẽ đoạn này mình nghĩ sẽ được khoảng 40 pip, 60 pip khá là ok. UCAT có lẽ cũng tương tự. UCAT lệnh tuần trước chúng ta sell ở trên này thì đã được đâu đấy khoảng đúng đỉnh đã được 200 pip. Nếu chúng ta hold được thì mình không nghĩ là mọi người có thể hold được. Đây, một tên mình sell từ đây xuống thì được 200 pip rồi. Nhưng mình nghĩ là mọi người hold rất là khó. Và chúng ta sẽ tạm bỏ qua những cái từ tuần trước để chúng ta vào tuần này. Tuần này UCAT chúng ta cũng có một cái vùng hỗ trợ ở đây. Tạm thời là như vậy. Chúng ta có một cái trend giảm đâu đó kiểu như thế này. Vẽ đoạn này nó sẽ
tượng trưng như vậy thôi chứ nó không có rõ ràng được. Nó không không một giờ. Một giờ nó sẽ xuôi hơn, dễ vẽ hơn. Đây đúng ạ. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ xem có cái gì. Một cái phân kỳ tăng xuất hiện đấy khi mà giá giảm và RSI liên tục ở tăng. Vậy thì nếu chúng ta mua hũ cản thì mình thấy vẫn khá là rủi ro bởi cái điểm stop loss chúng ta sẽ đặt tương đối xa. Và bây giờ giá nó cũng lỡ cỡ rồi, nếu chúng ta đợi giá về tận dưới đây chúng ta mua lên thì cũng tương đối xa. Vậy nên hũ cản chúng ta sẽ bỏ trong tầm này. UCHF thì sao? UCHF đang có một nhịp phục hồi tương đối là mạnh cho cái tuần trước và giá đang hồi phục xuyên qua cả cái mức này ở đây rồi. Vậy thì khả năng sẽ lên được đến trên này hay không thì nó sẽ cũng rất là lỡ cỡ và rủi ro đây khi mà giá nó đã chạy được một phần rồi. Vậy thì nếu hồi mình nghĩ UK sẽ hồi lên được đến đây 890 gì đó, nó sẽ tương đối là nhiều nếu chúng ta bắt được cái nhịp này. Thử xem. Vậy thì chúng ta sẽ đợi giá nó hồi về dưới đây và chúng ta sẽ mua lên, có vẻ nó sẽ hợp lý hơn. Chúng ta sẽ đợi giá về đây và giá về đây chúng ta sẽ mua thêm. Và như thường lệ chúng ta sẽ vẫn mua thêm một nhịp nữa đâu đó quanh đây để chúng ta đề phòng trường hợp là giá nó đi luôn và chúng ta sẽ bị lỡ tàu, đúng không ạ? Ok, vậy chúng ta sẽ có xong video của UK cho chúng ta. Ta mua 883 lên 890 tầm đó. Và một cái mốc nữa ở đây luôn, chúng ta sẽ mua thêm cái ở đâu đây 885 là 883, ý nghĩa phù hợp. Ok, vậy chúng ta sẽ đến với vàng. Thì vàng mình sẽ bật sang cái profile khác cho mọi người dễ nhìn. Vậy thì vàng nó vẫn chưa thoát khỏi được cái kênh giá giảm này và trong tuần này nó sẽ là một cái mốc tương đối là quan trọng bởi vì giá nó đang tạo được một cái giá nó đang tiếp cận vào cái vùng phản ứng giữa cái trend line này, giữa cái trend line không này và một cái vùng tương đối là cứng, vùng 190x tương đối là cứng ở trong thời điểm hiện tại. Vậy thì chúng ta sẽ vào tiếp khung 4H cho nó dễ nhìn hơn. Khung 4H đây mọi người thấy đây nó đang có một cái trend tăng rồi và giá hiện tại nó đang chạm đến cái vùng 190x này rồi. Vậy chúng ta sẽ thấy được những cái điểm này để cho mọi người đáng lưu tâm đó là gì, là thứ nhất là nó có cái vùng đỉnh ở đây là cái vùng 190, là một cái vùng tương đối là mạnh. Tuy nhiên giá nó vẫn đang giữ được một cái xu hướng tăng ở trên cái vùng này. Vậy thì chúng ta nên làm gì trong cái tuần này? Chạm đây một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Với những cái nến này vẫn bắt đầu tạo ra những cái đáy sau cao này trước nên khá là rủi ro. Nhưng thôi, mình sẽ sell một lệnh ở 190 mấy này, mình sẽ sell về đây. Tạo kẻ về đã xong chúng ta sẽ chỉnh lại sau. Nó sell một lệnh đâu đó quanh đây, nó sẽ rơi vào khoảng 1901. Có vẻ hơi gần, mình sẽ nâng cái điểm này lên một chút, nó sẽ sell. Oh, wow. Sell khá là rủi ro bởi vì nó chưa có một cái gì, bất cứ một cái gì xác nhận đây cả. Có cái phân kỳ giảm. Vậy thì chúng ta nên sell không? Vậy thì mình nghĩ chúng ta sẽ sell một cái nhỏ nhỏ ở đây và chúng ta sẽ đặt stop loss của chúng ta quanh cái vùng. Chúng ta stop loss xuống quanh cái vùng. Chúng ta sẽ sell ở 03 và chúng ta sẽ sell ở 06 và chúng ta đặt stop loss của chúng ta ở 09 thì mới là phù hợp. Vậy thì trong cả tuần sau cái xu hướng của vàng nó sẽ như thế nào? Nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào hai thứ. Thứ nhất là cái sự phản ứng của nó với cái vùng giá hiện tại, cái hợp lưu giữa cái trendline và hợp lưu với cái key level này.
Điều thứ hai nữa là gì? Cái điều thứ hai nữa là sẽ phản ứng với cái bản tin non-farm ở trong ngày thứ tư và trong ngày thứ sáu. Vậy thì nhìn tổng thể ở đây nó sẽ một cái xu hướng, nó sẽ giữ được một xu hướng tăng, và cái tuần giao dịch sẽ đóng vai trò rất là quan trọng. Nếu nó phá ra khỏi được cái xu hướng tăng này thì đà tăng điểm nó sẽ lên đến 2000, là điều nó hoàn toàn có thể xảy ra. Và mình sẽ đặt thêm một cái nữa ở dưới đây, mình sẽ đặt mua thêm ở 6, mình sẽ mua giải từ 64 và mình sẽ mua giải đoạn này nó sẽ rơi khoảng đến 55 gì đó, và cho nó một cơ hội nó sẽ hồi về đến đây, nó sẽ đi lên. Chúng ta sẽ phải có 3 kịch bản. Kịch bản thứ nhất là chúng ta sẽ sell ở 03, 06 và stop loss ở 09. Kịch bản thứ hai là chúng ta sẽ đợi mua ở 66, đợi mua ở 55 và đợi nó hồi lên. Kịch bản thứ ba là gì? Kịch bản thứ ba là chúng ta sẽ buy stop ở 1910 và chúng ta sẽ kỳ vọng là nó phá qua đây, nó sẽ có nhịp đi lên luôn. Và đây là những cái setup mà mọi người cần tôn trọng và cần phải tuân thủ, bởi vì trong cái tuần đầu của năm mới và trong cái tuần đầu nó liên quan đến những cái bản tin non-farm thì cái khả năng của nó biến động sẽ rất là nhiều. Vậy thì tại sao thay vì cái việc chúng ta không cẩn trọng, nó không an toàn mà nó sẽ đem lại lợi nhuận, mọi người cứ phải chấp nhận những cái rủi ro cao thì là một cái điều không nên. Vậy thì nếu mà chúng ta buy stop ở 1910 thì mình sẽ kỳ vọng cái target nó sẽ lên tương đối là cao ở tầm 1960 và 1964. Và mình nghĩ như thế nó sẽ khá là phù hợp đó. Thế nên chúng ta sẽ có 3 cái phương án để chúng ta sell vào, bởi vì mình sẽ không thể nào mình báo trực tiếp cho từng bản được, và mình sẽ đưa ra các phương án nó đi theo cái kịch bản nào, chúng ta sẽ linh hoạt thay đổi theo kịch bản đó thôi. Cuối cùng, mục đích cuối cùng là chúng ta sẽ kiếm được càng nhiều lợi nhuận trên thị trường này là được, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ sang cái loại tài sản cuối cùng mà chúng ta quan tâm, đấy là dầu. Mình sẽ sang dầu để chúng ta xem chúng ta có cái gì. Dầu đang trong một cái xu hướng tăng cũng rất là mạnh, đúng không ạ? Và giá đang chạm những vùng key level ở đây và đã đẩy lên. Những cái điểm mua ở chúng ta trong tuần trước thì nó đã đem lại lợi nhuận cho chúng ta ở đây. Mua 3 điểm này hồi về khớp cả 3 mà. Đến đây best nhất chúng ta đã có lãi ở đây và ở đây. Nói chung là kiểu gì nó đã lãi rồi, nên chúng ta đánh nó rất là dễ ở trong tuần giao dịch vừa rồi. Trên giảm đây là phá vỡ, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ sẽ chuyển sang một cái trạng thái mới. Thực ra hiện tại giá nó vẫn đang đi sideways và như này thì mọi người sẽ thấy rõ hơn. Vậy thì những cái như này mình nghĩ đánh sẽ khá là dễ và cái deal khá là đơn giản. Chúng ta chọn là stop loss đâu đây dưới phần này. Chúng ta stop loss ở đây. Và hiển nhiên là chúng ta sẽ kỳ vọng cái profit của chúng ta nguyên cái đoạn này chúng ta sẽ xuyên lên đến đây. Đó, đúng không ạ? Một cái như hồi phục. Và mình nghĩ sẽ có thể khả năng đạt được cái điều đó. Ok. Vậy thì trên đây là toàn bộ những cái nhận định của mình trong thị trường của tuần này. Và một lần nữa mình nhắc lại, trong tuần mới đầu tiên của năm 2021, chúng ta sẽ giao dịch sẽ nên cẩn trọng, bởi vì sẽ có rất là nhiều cái rủi ro chờ đợi chúng ta, và chúng ta sẽ không nên nóng vội giao dịch trong cái tuần giao dịch này. Và nếu có bất cứ cái gì thay đổi, mình sẽ update cho mọi người ở trên Facebook và ở trên cái nhóm private của mình, để thông tin có thể đến với mọi người một cách chính xác hơn, nhanh hơn và chuẩn hơn. Và chúc mọi người giao dịch tuần mới thành công, và cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Xin chào.